À, lại giặt là Hưng Lori sẽ giới thiệu cho các bạn về chuyện giặt áo của các cô đồng có khó không, nhất là những cái dòng áo lụa. Nhiều người thắc mắc là cái hàng này thực sự mà nói là nó rất khó giặt. Bản thân nhiều nhà may chuyên cho giới đồng bóng đều khẳng định là có những bộ may xong là tốt nhất là không nên giặt, bởi vì là nhìn chung là đây là tất cả các đồ này là đều đồ may đo thiết kế. Đây là những cái này là bị lỗi lem màu, tẩy không ra được bởi vì nhiều bạn nhầm đây là cái hàng lụa. Đấy, lụa khi mà cho vào giặt này nó sẽ co, nó nhăn nheo như này, bởi vì nhiều bộ trong một bộ thì không phải cái nào cũng may bằng lụa. Một số may bằng bằng vải vải dạng vải sa tanh thêu thì nó rất là bền màu, nhưng một số cái vải mà nó thêu nhiều màu và vải vải có in nhiều màu ấy, thì gần như là rất khó giặt, đặt kể cả bằng hóa chất xịn nhất vẫn bị lỗi. Thế nên mình khuyên các bạn là không đủ kinh nghiệm thì đừng lên nhận những cái mặt hàng như này. Đây là cái áo này, nhìn thì trên video thì nó đẹp thế này thôi, nhưng mà thực ra là nó đã bị bạc màu rồi. Đấy. Nó bình thường nó bóng óng ánh như này. Đấy, nhưng đây là bị bạc màu này. Đấy, khi mà cho hóa chất kém vào cái, đây là một dạng lụa, nó chưa phải là dòng 100%, nhưng mà nó cũng là loại lụa. Thế nên là mình khuyên các bạn là khi gặp những hàng này thì nếu không có kinh nghiệm tốt nhất là đừng nhận. Bởi vì một số cái sẽ giặt rất đơn giản, nhưng một số cái giặt rất phức tạp. Và những cái phức tạp thì là những cái là trong bộ quần áo các vấn đấy, thì những cái áo này là những cái bộ áo đắt tiền. Và khi bạn làm hỏng thì không phải chỉ nguyên đền tiền mà các thánh sẽ phạt các bạn. Đấy, chúc các bạn may mắn nhá. Đây là chiếc áo bị lỗi. Đây.